Bạn chào, hello, chào bạn, chào các bạn lại với channel của mình. Thì bây giờ đang là dịp ý, cuối năm thì cái nhu cầu ăn hàng của anh em tăng khá là cao, và tất nhiên là khi đi ăn hàng thì gần như có một cái thói quen nó không thể nào bỏ được, đó chính là chúng ta sẽ chụp những cái bức ảnh món ăn để thứ nhất là khoe cái món ăn của chúng ta, hay khoe cái buổi chúng ta đi ăn hàng ấy. Thì cái chụp ảnh ấy, thì cái chụp ăn hàng thì chúng ta sẽ chụp nhanh và không mang theo đồ dùng nhiều, nên là mình cái đấy để anh em tự sáng tạo tự chụp. Còn nếu anh em nào có ý muốn mình hướng dẫn chụp món ăn thì mình sẽ làm video sau. Thì cái về thì chắc chắn anh em sẽ phải chỉnh sửa lại cho cái món ăn chúng ta nó gợi mắt hơn. Bình thường thì cái chỉnh đấy thì chính là cái nội dung video hôm nay, mình sẽ hướng dẫn anh em cái chỉnh sửa món ăn. Ok, thì app hôm nay mình sử dụng là Snapseed và VS Code. Mình sẽ chia video ra làm hai phần. Phần 1 là mình sẽ chỉnh một hai cái bức ảnh bằng app Snapseed này cho anh em xem qua. Ok, thì khi chúng ta chụp cái món ăn thì cái đầu tiên phải tăng cái độ bão hòa của ảnh lên đầu tiên, nhìn cái bức món ăn nó nhìn nó ngon miệng hơn. Rồi chúng ta sẽ tăng một chút cái độ tương phản, môi trường tăng một chút. Độ sáng thì còn tùy vào cái khung cảnh của chúng ta. Đó, rồi chúng ta sẽ chỉnh một chút ở cái phần chi tiết. Đó, chi tiết bức ảnh đã tăng. Chúng ta sẽ vào cái phần là màu kính này. Giúp mình. Ta sẽ chỉnh tầm vào đây. Cường độ mờ ta giảm đi nhé. Ta sẽ chấm vào cái hình tròn này để giảm cường độ mờ vào cái và chủ yếu vào cái miếng mực của chúng ta thôi. Miếng thức ăn, mình cái chủ thể nằm giữa chúng ta thôi. Đó, như thế này là ổn này. Nếu chúng ta chỉnh bokeh được thì bokeh. À thôi, cái này nó cũng không cần thiết lắm, nó là chụp ảnh món ăn thôi mà, nó không cần cái này đâu. Mình sẽ hướng dẫn anh em chỉnh sửa nhanh. Đó. À, anh em cần vào thêm một cái công cụ nữa, đó chính cái phần là mở nét ảnh này, không phải là cái bộ lồng kính vật lẫy nhé. Cái phần này là để làm đấy, kệ, làm giảm cái ánh sáng xung quanh đi và làm tăng cái ánh sáng trọng tâm của bức ảnh để cho mọi người chú ý vào cái hình này. Đó. À, vậy là mình đã chỉnh nhanh xong một cái bức ảnh chụp thức ăn. Thì mình sẽ chỉnh tiếp thử một cái bức khác. Là cái bức nó chụp nhiều đồ vật chứ không phải là chụp cái một cái miếng lên như này. Đây là mình chụp vào một tay và một tay gấp nên là nó hơi khó. Và cái miếng mực màu trắng này thì nhìn nó cũng không hấp dẫn lắm. Nếu anh em nào mà chụp ví dụ như cái miếng chả giò hay là miếng gì gì đấy nó có nhiều màu sắc ấy, thì nhìn nó hấp dẫn hơn là mà dễ chỉnh sửa hơn cái này. Đây là cái bức ảnh gốc và bức ảnh vậy anh em chỉnh vừa lấy đây. Mình sẽ chỉnh thử một cái đĩa, nó sẽ có nhiều những cái thức ăn như thế này. Ok. Rồi. Chúng ta sẽ tăng hoặc là giảm độ sáng của bức ảnh tùy theo cái hoàn cảnh lúc đó của chúng ta nhé. Độ tương phản mình sẽ tăng lên một chút. Độ hòa cũng sẽ tăng. Rồi đây là ảnh món ăn mà. Môi trường tăng. Ta sẽ vì đây nó không có những cái chủ thể như vậy ấy, chúng ta sẽ không làm mờ nét ảnh. Các bạn ở phần vào phần vì chúng ta thấy thừa cái phần trên này
Em phải cắt cái bớt cái khung hình của chúng ta để nó tập trung vào đây hơn. Đó. Rồi như vậy là chúng ta có một bức ảnh chỉnh nhanh về những cái món ăn. Ok, để mình cho các bạn xem kết quả nha. Đó, vậy là đây là kết quả của hai cái bức ảnh chụp món ăn mà chúng ta vừa chỉnh xong. Thì chỉnh như vậy thì khi chúng ta đăng lên Facebook thì nó sẽ tạo ra cái cảm giác ngon miệng cho những cái người khác người ta xem. Đó, thì video mình sẽ kết thúc nhanh ở đây. Mình sẽ làm phần 2 chỉnh cũng bức ảnh kiểu thức ăn như này nhưng mà chỉnh chuyên chỉnh về bằng VS Code. Vậy thì mời anh em đón xem những clip tiếp theo của mình. Ok, nếu video thấy video hữu ích anh em hãy like, share, subscribe để ủng hộ kênh YouTube của mình. Ok, thank you. Cảm ơn anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.